Chào mọi người nha. Có một cái đầu máy khá là bự mọi người. Máy nó bự khiếp luôn. Con này là 80cc mọi người. Echo nha. Con này là Echo 8802, 80cc. Còn xăng ở trong này luôn. Ê chú, cứng quá. Tám không hai s nha, nắp này là nắp nhớt này, nhớt nó ra luôn nha mọi người, nhớt nó đang ra luôn. Này nó còn xăng luôn, có thể là về nổ. Cái thứ hai nữa đây, em mở bô ra xem nào. Cái hơi nó còn khá là tốt nha, hơi nó còn khá là tốt luôn. Nói chung là nó cũng vẫn còn bằng ngang luôn đó mọi người. Hơi kéo một tay kéo không nổi. Hơi nó khiếp lắm. Đây nắp gió ở đây, đầu máy này ở đây đủ đô ha, 80cc nha, đầu nó mạnh lắm, hơi thôi rồi luôn. Con này cái đầu máy nó là một triệu hai nha mọi người, 80cc. Máy này nó còn xăng ở trong bình luôn, có thể nó nổ luôn, nhớt nó ra luôn. Ôi dồi, dặn một tay nó cứng quá. Cái này chưa vệ sinh nó còn đẹp lắm mọi người, còn đẹp. Hơi nó rất là tốt nha. Lửa thì chưa kiểm tra. Rồi, 1 triệu 2 nha, không có bao ship. Ai mà đi đi xẻ gỗ ấy, xẻ gỗ trong xưởng hoặc là đi đi lóc cây, lóc gốc cây lớn ấy, thì lấy con này về lóc rất là ngon. Ok. Rồi chào mọi người nha. 1 triệu 2 không có bao ship nha.